Nhưng mà con biết không, trong lịch sử Việt Nam có nhiều người cũng như vậy đó con. Con thấy có người còn trẻ mà còn đi học nữa. Đúng vậy, ở nước Việt Nam mình cũng có nhiều người trẻ để mà đấu tranh cho quê hương đất nước mình đó con. Hồi xưa có Trần Quốc Toản phải không á? Đúng vậy, lúc xưa thì cũng có Trần Quốc Toản, và sau này có những vị thanh niên dám vượt qua những cái sợ hãi để mà đương đầu lại với bạo lực. Thành ra con cứ nghĩ rằng nước Việt Nam mình sẽ được tốt đẹp hơn. Và sẵn đây con cũng sắp nói về anh hùng Nguyễn Thái Học để ông đọc cho con nghe nha. Sau tiếng bom sa diện của Phạm Hồng Thái, một số thanh niên trí thức thành lập Nam Đồng Thư Xã năm 1927 ở Hà Nội nhằm phổ biến chính sách báo, kích động tinh thần yêu nước và tư tưởng cách mạng chính trị. Khi Nam Đồng Thư Xã bị chính quyền Pháp truy nã, nhóm thanh niên yêu nước này quyết định thực hiện một cuộc khởi nghĩa võ trang để lật đổ thực dân Pháp và giành lại độc lập cho nước nhà. Việt Nam Quốc Dân Đảng ra đời với đảng trưởng là Nguyễn Thái Học, lúc đó mới có 25 tuổi. Các cơ sở Việt Nam Quốc Dân Đảng được lần lượt phát triển trong vòng bí mật ở những làng xã và thành phố trên ba miền đất nước, quy tụ cả chục ngàn đảng viên, kể cả binh sĩ người Việt trong quân đội Pháp. Nhưng công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa đã bị bại lộ. Thực dân Pháp mở chiến dịch truy lùng càn quét khắp nơi, do đó tổng đảng bộ phải đi tới quyết định khởi nghĩa đồng loạt tại nhiều tỉnh miền Bắc vào ngày 10 tháng 2 năm 1930. Con hiểu không con? Cấp báo, tất cả những cơ sở khác đã bị giặc Pháp phát hiện. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Cấp báo. Thank you.
sự việc không thành, các nhân vật lãnh đạo bị bắt và sự tử hình. Nguyễn Thái Học cùng 12 liệt sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng đã cất tiếng hô đồng giọng dạng Việt Nam muôn năm khi lên đoạn đầu đài. Tại pháp trường Yên Bái lúc 5:35 sáng ngày 17 tháng 6 năm 1930, một ngày sau đó, Nguyễn Thị Giang, tức cô Giang, là vị hôn thê của Nguyễn Thái Học, cũng tụng tiết ở quê chồng là làng Phổ Tang, tỉnh Bình Yên. Xem cái lưỡi chân của Việt Nam quốc đông. Vì sức cường hãn của con người không thể vượt nổi.
không báo được thù nhà, sự ơn nhục được cho nước. Sau khi con đã đem tấm lòng trinh bạch dân cho chồng con ở đền Hùng, giờ đây con tìm về cho quê cha đất thổ, mượn phát súng này để kết liễu đời con. Đứa con sâu bất hiếu, kinh lệ thầy mẹ Nguyễn Thị Giang. Anh là người yêu nước, không làm tròn được nghĩa vụ cứu nước. Anh giữ lấy hôn hồn cao cả để về mà chiêu binh tuyển tướng ở dưới suối vàng. Phải chịu đựng nhục nhã mới có ngày mong được vẻ vang. Các bạn đồng chí của anh còn những bao kẻ sống sót, vẫn còn tiếp tục theo gương nối gót anh để đánh đổ cường quyền, hoàn thành sứ mạng cứu dân, cứu nước. Chết vì tổ quốc, cái chết vinh quang, lòng ta sung sướng, chỉ đã nhẹ nhàng. Phúc tưởng niệm cho cái hào khí ngất trời đã tỏa sáng rực rỡ lòng yêu nước mãnh liệt, lòng hăng say dũng cảm của anh hùng Nguyễn Thái Học và 12 vị liệt sĩ. Xin kính mời quý vị phúc mặt đẹp. Nhưng cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân Đảng đã thắp lên ngọn đuốc nung nấu tinh thần bất khuất của dân tộc Việt và 13 nhà ái quốc hy sinh vì đại nghĩa, là những tấm gương sáng để thế hệ kế tiếp noi theo. Đúng như lời thơ "Ngày tang yên bái" của Đằng Phương: Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm, xé nát màn sương lạnh phủ âm thầm. 13 tiếng trung mô bao tráng liệt đã lay tỉnh cả toàn dân nước Việt.